Tây phương sen vàng chín phẩm ngã thường, cây bầu đất vàng trang nghiêm thanh tịnh vô biên. Gió thổi cây Gia Huy rất là nhiều. Dạ, lát nữa Gia Huy còn quay lại với chúng ta hai lần nữa. Dạ. Yeah. Thưa liệt quý vị, cho chúng tôi được phép giới thiệu thị trưởng Tạ Đức Trí và nghị viên Kimberly Hồ đã đến với chương trình của chúng ta. Quý vị nhìn lên ở trên sân khấu, quý vị thấy cái này gì nó bự bự quá phải không? Mà sớm nhờ cái đứa im này không nói rằng phải không chú Mỹ? Chúng Mỹ rất là thích về nghệ thuật điêu khắc. Ở đây chúng tôi cũng cảm nhận thị trưởng Tạ Đức Trí là một trong những vị thị trưởng trẻ và có am hiểu nhiều về lĩnh vực nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc. Thưa quý vị, cho chúng tôi được phép giới thiệu với tác phẩm này một chút xíu rồi chúng ta đi qua một cái nhạc phẩm mới. Xin quý vị nhìn ở trên màn hình, cái đèn chiếu không có được vô cho đây ha. Đúng này, chúng ta nhìn ở trên màn hình lớn hoặc là nhìn trên đây chúng ta thấy bức tranh này chúng tôi đặt nó với cái tựa đề là Phật A Di Đà tiếp dẫn, gỗ mơ bồ làm với cái thời gian mất 150 ngày. 150 ngày chúng ta cứ thử nghĩ xem là chúng ta cần mẫn, nhẫn nại và cực kỳ gian nan mới hình thành lên được một cái tác phẩm bằng nghệ thuật điêu khắc gỗ thô sơ. Ở đây hồi sớm giờ chúng ta đã thấy những nhạc phẩm mà chúng tôi có những cái lát kết ở trên bức tranh này, trên tác phẩm này. Chúng ta thấy ở đây có một cái hình ảnh những con thuyền, cuộc đời xuôi ngược, tảo tần buôn bán làm ăn tất bật. Rồi có người sang kẻ hèn, nhà cửa, sinh sống. Có những người phải cứu xe. Có những người phải chèo đò, chèo thuyền để kiếm sống. Đi qua một cái cầu, đến với cảnh núi rừng, như là tiền thân của Đức Phật A-di-đà. Ngài đến cửa chùa để nghe Đức Phật Bảo Tạng thuyết pháp. Và Ngài thấy cái sự sang hèn ở trong cuộc đời như là một giấc mộng phù du. Và do vậy, Ngài muốn từ bỏ. Sự từ bỏ đây không phải là bỏ cuộc, là thất bại. Mà từ bỏ để Ngài được tất cả. Ngài muốn xây dựng lên một thế giới mà ở đó con người không có còn đau thương, không có còn khổ não nữa. Đó chính là cảnh giới Tây Phương tịnh độ, cực lạc Tây Phương mà chúng ta niệm Phật hàng ngày ở đây. Tiền thân của Phật A Di Đà từ cảnh này mà xuất gia học đạo và hôm nay Ngài thành Phật. Nghĩ lại thân chúng ta cũng hơi buồn một chút phải không? Nói tới đây chúng ta có một sự cảm hồi đối với Pháp Sư Huyền Trang. Ngài là một vị đại học giả, là một nhà sử học lỗi lạc. Ngài đến tại Ấn Độ du học, đứng dưới cội Bồ Đề. Ngài nói rằng ngày xưa
Đức Thế Tôn đã thành đạo ở dưới cây này. Lúc đó, con còn là một chúng sanh rong chơi ở trong luân hồi. Giờ đây, con đến chỗ Ngài thành đạo, thì Ngài đã niết bàn. Ôi thôi, thương cho cái số phận của con. Nhưng bù lại bằng sự tinh tấn, bằng sự quyết liệt, Ngài trở thành một cái vị Pháp Sư, đỡ lại một đại tạng kinh nổi tiếng mà tất cả những nhà học thuật đối với Phật học đều phải nghiêng mình trước công trình của Ngài. Chúng ta tiến lên một chút xíu nữa, chúng ta thấy ở đây cảnh giới của chư thiên, cảnh giới của ai? Cảnh giới của Phật A-di-đà, của Bồ Tát Đại Thế Chí, của Bồ Tát Quán Thế Âm và của chư thiên các cõi vãng sanh vào Tây Phương Tịnh Độ thường theo tùy tùng Đức Phật A-di-đà để tiếp dẫn chúng sinh. Người đi chùa với lòng thành kính thanh tịnh, trở về với lòng thành đó mà nhìn thấy được Phật A-di-đà. Cho nên các vị cư sĩ này họ lạy xuống, họ thể hiện cái sự kính ngưỡng lên Đức Phật A-di-đà. Và thưa liệu quý vị, có phải rằng Đức Phật A-di-đà ấn chỗ đây hiện chỗ kia để tiếp dẫn hay không? Không phải như vậy. Sự tiếp dẫn của Ngài là sự tiếp dẫn tự nhiên, giống như là gì? Giống như là mặt trăng chiếu soi, thì cứ chiếu soi vậy thôi. Chúng ta ở trong nhà tất nhiên không thấy ánh trăng, khuất qua địa cầu dĩ nhiên không thấy ánh trăng, hoặc là ở trong hang núi không thấy ánh trăng. Chỉ cần chúng ta đi ra cái chỗ mà có thể tiếp cận được ánh trăng thì chúng ta sẽ thấy được ánh trăng. Như vậy thì sự tiếp dẫn của Phật A-di-đà một cách tự nhiên, và sự tiếp dẫn của Bồ Tát Quán Thế Âm cũng một cách tự nhiên như vậy. Sự gia hộ của Ngài cũng một cách tự nhiên như vậy. Chúng tôi gọi đó chính là diệu lực vô tác. Tức là cái sức mạnh tiềm tàng, cái sức mạnh tự nhiên ở trong vũ trụ này không cần sự vận hành của tay chân, nhưng tự nó có một sự chiêu cảm. Và trong khả năng này, chúng ta nhìn thấy rõ nhất đó là khả năng của Bồ Tát Quán Thế Âm. Ở trong lịch sử Phật giáo cho rằng sau khi Đức Phật A Di Đà nhập diệt thì Bồ Tát Quán Thế Âm tối giữa đêm Đức Phật A Di Đà niết bàn, thì sáng sớm hôm sau Bồ Tát Quán Thế Âm chứng thành Phật, lấy hiệu là Quán Âm Như Lai, và lập tức sử dụng cái thần lực quảng đại đó để giữ gìn quốc độ Tây Phương Cực Lạc. Và làm cái việc tiếp theo của Đức Phật A Di Đà, tức là tiếp dẫn hết thảy chúng sinh. Cho nên nếu như ai niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát mà cầu sanh Tây Phương cũng được, chứ không nhất định gì phải là niệm Phật A Di Đà. Thần lực của Ngài tiếp dẫn một cách vô biên, tự nhiên, vô tác. Xin mời quý vị lắng lòng nghe nhạc phẩm tiếp theo, được gọi là nhạc phẩm Diệu Lực Vô Tác, qua tiếng hát của nam ca sĩ Nguyên Khang. Tất ứng
thiền nhãn ban phước lực vô biên, tánh nghe thoát vọng trần như âm thanh xuyên vách, tư diệu lực vô tác thần lực chẳng nghĩ bàn. Hóa ngàn tay thù ân hiện vạn đầu kim cang, tùy thân xuất thần chú tự tại phóng hào quang, chứng bản diệu viên thông tuyên chúng sinh xa thân, chứng Phật tâm cứu cánh chúng sinh thâu xót thương. Xuyên vách tư diệu lực vô tác thần lực chẳng nghĩ bàn. Hóa ngàn tay thủ ân hiện vạn đầu kim cang, quỳ thân xuất thần chú tự tại phóng hào quang, chứng bản diệu viên thông khiến chúng sinh xa thân, chứng Phật tâm cứu cánh chúng sinh cầu xót thương. Trời mưa sen trăm bao, ao rừng diễn pháp âm, đấng đại bi thiên nhãn ban phước lực vô biên. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Thank you. Ngài Nguyên Khang có một cái giọng hát thật là tuyệt vời. Cảm ơn thầy. Lúc nào chúng tôi nghe cũng rất là xúc động. Đó là một giọng hát có thể gọi là thiên phú. Thưa liệt quý vị, cho phép chúng tôi được giới thiệu thêm một ca khúc nữa. Đó là ca khúc Năm Đóa Tâm Hương. Đi vào ca khúc này, cho chúng tôi được nói thêm vài lời để chúng ta hiểu chút xíu, chúng ta nghe thì nó có lẽ nó cảm nhận sâu hơn. Ở tại Ấn Độ, người ta có một cái tục, tức là người ta lấy cái phân bò đó, người ta mới xây trộn với trấu, vỏ lúa hoặc là rơm, rồi người ta trét thành một cái bánh tròn tròn như cái đĩa. Người ta phơi ép lên vách tường là nó khô rồi người ta bán, người ta bỏ lên cái thúng như Việt Nam mình đó, đội lên đầu và đi bán. Người Ấn Độ họ đội rất là dối thưa quý vị, họ đội đồ chừng khoảng cả mấy trăm phao người ta cũng đội lên đầu, họ dối vậy đó, quen trong cái truyền thống của họ. Và khi họ đội như vậy, họ đội phân đi bán, nhưng trời mưa xuống họ tiếc cái phân đó, cho nên họ không thể bỏ được, tại vì cơm áo gạo tiền, tại vì cuộc sống. Cho nên cái nước phân nó trôi xuống mặt và khiến cho mặt mày mình mẩy nó hôi hám.
Và Ngài A Nan nói, Đức Thế Tôn, chúng sanh thật là ngu si, chấp nhận thân mình hôi hám, chứ không bỏ phân xuống. Đức Phật nói, cái phân đó nó không có hôi đâu. Mà cái tham, cái sân, cái si ở trong đầu, trong tâm của chúng sinh đó, nó hôi hám lắm. Nó khiến cho người ta toát ra những lời nói tanh hôi, những nhân cách xấu xa và những cái điều dơ bẩn đáng ghê sợ hơn nữa kìa. Cho nên người học Phật chúng ta là người từ bỏ tham sân si để làm cho mình được thơm hơn. Và chúng ta hàng ngày đôi khi sử dụng nhung lụa, gấm vóc, nào là son phấn, nào là hương hoa để trang nghiêm, tô điểm thân mình cho xinh đẹp, cho thơm tho. Nhưng có thực sự thơm tho hay không? Trong khi chúng ta không có một nhân cách đẹp. Vậy thì muốn có nhân cách đẹp, chúng ta phát tâm tu trì và cúng dường hoa lên Đức Phật. Và Đức Phật nói rằng cúng dường hoa lên ta, cúng dường tất cả không bằng cúng dường cái gì? Ngũ phận chân hương, hay gọi là năm đóa tâm hương, hương giới, hương định, hương tuệ, hương giải thoát và giải thoát tri kiến. Giới tức là gì? Là nhân cách sống hoàn hảo, một nhân cách sống ngay ngắn đàng hoàng, ít nhất là không có sát hại, không có trộm cướp, không có phá hoại hạnh phúc người khác, không có nói dối, nói lời thô ác, nói lời thiêu dệt, nói lời hai chiều, hoặc là không có rượu chè say sưa, hoặc là sử dụng những cái chất nghiện ngập khiến cho mình mất nhân cách. Đó là hương giới. Và bằng một cái lòng trong sáng đó nhìn nhận sự thật của vấn đề, phát hiện rõ ra sự thật của vấn đề, đó gọi là hướng định, hướng tuệ, hướng giải thoát. Và đặc biệt là giải thoát tri kiến, tức là vượt cả cái hiểu biết, tức là giải thoát khỏi cái hiểu biết bình thường của mình. Ở đây nói rõ hơn là gì? Tức là có người nhá, họ tự xây dựng cho họ một cái lâu đài kiến thức. Và khi thấy ai mà làm không giống với cái lâu đài kiến thức của họ, thì họ cho rằng người đó là sai, chứ họ không chấp nhận sự khác biệt. Do vậy mà nó trở nên xấu đi. Thành ra cái kiến thức kia vô tình đã làm hại họ. Do vậy mà Đức Phật dạy chúng ta có năm đóa tâm hương: hương giới, hương định, hương giải thoát và hương giải thoát tri kiến. Xin quý vị nghe nhạc phẩm Năm đóa tâm hương qua tiếng hát của nam ca sĩ Gia Huy.
thông kết đài sen bầy bóng phiền não liên sạch không ba nén hương trầm sông pháp rơi biếng chiêu còi hư không hương khói kết thành mây năm sắc Bồ Tát hiện chân thân trang nghiêm bất nhiễm như sen hồng sáng ngời như trăng thanh chân thân màu nhiệm ai trông thấy đau khổ liền tiêu tan đấng hiện thân tuệ giác từ bi thấm non sông con quay về nương náu mẹ hiền của nhân thiên đấng hiện thân tuệ giác từ bi thấm non sông con quay về nương náu mẹ hiền của nhân thiên. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ quý vị. Xin cảm ơn Gia Huy. Xin quý vị nhìn lên ở trên sân khấu, chúng ta nhìn thấy một cái tác phẩm nhỏ nhỏ xinh xinh nhưng ý nghĩa thật là tuyệt vời đó thưa quý vị. Tác phẩm này có tựa đề là Tâm Phật. Thưa quý vị, tâm Phật hay là Phật ở trong tâm? Hả? Không biết nói. Chúng ta nhìn một cái nhát bút thế này, hình ảnh này như là gì? Như là một cái mái chùa, như là một cái mái chùa được cách điệu, dáng cong cong của một mái chùa. Và cái chữ đứng, hình ảnh đứng xuống thế này với một cái dáng tròn ở trên đây như là hình ảnh của Đức Phật đứng và hào quang. Và dưới chân của Ngài có ba vị cư sĩ lễ bái tạo nên cái nét chữ M. Bên đây hình ảnh của Đức Phật. Và Đức Phật với chúng ta, chúng tôi thường nói với các nghệ sĩ, chúng tôi nói Đức Phật là người mà không phải là người. Ta nói vậy thì Phật là gì? Phật là Phật, mà Phật là người, nhưng không phải là người. Anh liệu đó mà làm sao cũng được, nhưng mà là người, nhưng không phải là người. Làm y như con người, không phải là Phật, nhưng làm khác với người thì cũng không phải là Phật. Cho nên Phật là người, nhưng không phải là người, mà là một người giải thoát. Người giải thoát thể hiện trên những đặc điểm như mái tóc của Ngài, và gì? Là trái tai của Ngài, thọ mạng dài lâu, nhục kế tượng trưng cho gì? Cho trí tuệ. Biểu hiện của Ngài từ đâu? Từ thọ mạng và trí tuệ. Đó là từ Phật tâm mà lưu xuất. Và cái chữ Phật cao hơn cái tượng, cái chữ tâm này cao hơn cái tượng Phật. Cho nên chúng tôi còn dùng cái tác phẩm này với một cái tên gọi khác là Phật ở trong tâm. Nếu như đọc từ phải sang trái thì là Phật ở trong tâm của chúng ta chứ không ở đâu hết. Và nếu như đọc chữ thì đây là Tâm Phật. Tâm Phật hay là Phật tâm, đó là tùy theo cái cách nhìn và chỗ đứng của chúng ta trong cuộc đời này. Để hiểu sâu hơn về quy trình thực hiện một cái tác phẩm như thế này, chúng tôi xin được phép mời quý vị thưởng thức một cái đoạn video ngắn trình bày về các bước thực hiện một cái bức tranh điêu khắc gỗ này như thế nào. Xin mời các vị hướng lên trên màn hình, chúng ta bắt đầu. Tuy yếu thế về đặc điểm màu sắc, nhưng với những mảng lớn nhỏ khác nhau,
Cùng với độ nông sâu trong tác phẩm, tranh khắc gỗ không chỉ mang đến cho người xem cảm giác an bình, thư thái khi sử dụng trong trang trí, mà còn hơn thế nữa là giá trị lưu giữ lên đến hàng trăm năm, thuận lợi với mục đích bảo tồn văn hóa dân tộc, lưu giữ kỷ niệm hay tập tục thờ cúng, lễ bái trong tôn giáo. Tương đồng với hội họa, bộ môn tranh khắc gỗ cũng thực hiện được rất nhiều thể loại như tranh tĩnh vật, tranh thể thao, tranh đời sống, tranh ký sự hay tranh chân dung. Trên màn hình là tác phẩm tranh ký sự Bảo Katrina do nghệ nhân Nguyễn Ngọc Ngộ thực hiện. Trong tác phẩm này, với từng đường nét điêu luyện, nghệ nhân không chỉ ghi lại sự tàn phá của cơn bão mà còn khéo léo khi đưa chân dung Tổng thống Bush vào tác phẩm. Lối bố cục đặc biệt này đã khiến tác phẩm Bảo Katrina không chỉ dừng lại ở thể loại tranh ký sự mà còn vượt xa hơn đến tận ranh giới của thể loại tranh chân dung nghệ thuật. Đó là miêu tả cùng lúc chân dung và tính cách đặc thù của nhân vật. Kính thưa quý vị khán giả, nói về tranh chân dung nghệ thuật thì có lẽ rất nhiều nghệ sĩ yêu thích bộ môn này bởi vì nó phản ảnh trên tác phẩm một cách rất là sống động và chân thật nhất nhân vật được mình miêu tả. Với là một người yêu thích âm nhạc cho nên là khi mà danh ca Michael Jackson mất đi, Phương rất là xúc động. Đi hát từ nhỏ, anh phải xây từng viên gạch để đưa đến đỉnh vinh quang của mình. Và một ngày nào đó thì bức tường này nó sụp đổ, anh đã ra đi. Bố cục của tác phẩm này được Phương thể hiện là gương mặt của Michael vào những ngày cuối, anh rất là buồn. Và Phương cảm giác như là ở một cõi xa xăm nào đó, anh vẫn nhìn về chúng ta, nhìn về tất cả những thành tựu đã đi qua trong cuộc đời. Và bức tranh thứ hai mà Phương muốn gửi đến quý vị, chắc quý vị xem qua thì ai cũng nhận biết, đây là Tổng thống Obama. Với tác phẩm về Tổng thống Obama thì Phương thực hiện bức này là vào lúc mà Tổng thống đắc cử nhiệm kỳ 2, thì ông đương đứng trước tòa Bạch Ốc và vẫy tay chào mọi người. Thời điểm Phương phát bức tranh này là nó có một cái câu chuyện, lúc đó là Phương bị thất nghiệp và mọi thứ đều làm cho mình rất là lo âu. Nhưng đến một ngày khi Phương gọi điện lên sở thất nghiệp thì được báo là Tổng thống Obama đã ký một quyết định để mà những người được hưởng trợ cấp thất nghiệp đó được thêm một năm nữa, thì Phương rất là vui. Với lòng tri ân sâu sắc Tổng thống Obama nên Phương đã thực hiện tác phẩm này. Nên là Phương làm bức tranh này là sưu tập trên các tài liệu lúc mà Tổng thống đắc cử nhiệm kỳ 2 thì ông đứng trước Nhà Trắng. Trở lại với chủ đề hôm nay là tranh chân dung nghệ thuật, thì Phương đã chuẩn bị một cái miếng gỗ. Cái miếng gỗ này nó dày 2 inch, và Phương sẽ thực hiện lại cái quy trình để mà làm nên một bức tranh chân dung. Có nhiều bạn trẻ hỏi Phương là nếu mà không biết vẽ thì có làm được hay không, thì xin thưa rằng chúng ta có rất nhiều phương pháp để mà chúng ta làm nên một bức tranh chân dung. Quý vị có thể tìm một cái nhân vật nào đó mình thích ở trên internet và chúng ta in cái hình đó, và sau đó chúng ta để cái hình đó lên trên bức gỗ này, phía dưới lót một tấm giấy carbon và chúng ta đồ lại, thì chúng ta sẽ có được cái nét đặc trưng của nhân vật đó. Trong tranh khắc gỗ, điều quan trọng nhất là sự kiên nhẫn, và thứ hai là một cái trí tưởng tượng của mình. Đôi khi những cái tình cảm của mình á, mình thể hiện vào bức tranh này á, qua cái trí tưởng tượng mình thì nó sẽ sống động vô cùng. Với chia sẻ của nghệ sĩ Phương Nguyễn thì chữ tâm trong tác phẩm đang thực hiện đã được nhà bút họa Châu Thụy vẽ giúp. Với ý tưởng đường cong phía trên của chữ T đọc theo âm Việt là hình ảnh các mái chùa Việt Nam. Chữ T kéo dài xuống phía dưới, kết hợp với dấu mũ hơi tròn tròn là hình tượng của Đức Phật với hào quang chiếu sáng. Chữ A và chữ M là hình ảnh của ba vị Phật tử đang cung kính lễ bái. Quy trình thực hiện tác phẩm chân dung hôm nay cũng theo trình tự là vẽ mẫu thiết kế lên gỗ, sau đó dùng mũi đục ngang hay mũi cong để lấy nét các vị trí đã vẽ, và kế tiếp là phá lớp nền thật sâu để tạo hình tác phẩm. Đời người trong cõi mộng như làn gió thoáng qua,
Đối với người thợ điêu khắc thì việc có biết vẽ hay không chỉ là một đòi hỏi rất nhỏ, mà điều chính yếu phải là khả năng tưởng tượng. Bởi vì khi càng khắc sâu, loại bỏ các lớp gỗ dư thừa thì hình vẽ lúc ban đầu sẽ trở nên các hình khối. Và qua hình khối này, dưới mắt người thưởng lãm sẽ rất khó xem. Chân dung trong tranh sẽ thô kệch, méo mó. Nhưng cũng chính từ đây, khả năng tưởng tượng trong tâm trí người thợ sẽ phát huy hết hiệu lực để đưa đường, chỉ lối là nên chừa lại chỗ gỗ này hay khoét bỏ chỗ gỗ kia. Như quỷ đôi, cuồng to dài đều say, vũ khúc tàn kinh dị, như bóng chớp chiều mây. Theo sự phát triển của thời đại, công cụ điêu khắc gỗ ngày càng được cải tiến với các dụng cụ cầm tay nhỏ gọn, thuận lợi khi cần luồn lách vào các góc khuất đã giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian cho người thợ. Tuy nhiên, cũng vì nhỏ, gọn nên các công cụ này không sử dụng được trên các bề mặt lớn. Người đời thường nói làm nhiều sẽ quen tai, nhưng thật sự điều này không đúng lắm khi thực hiện tranh chân dung Phật. Bởi vì trong thể loại này, nguồn cảm hứng sẽ là chủ đạo để tạo nên thành công cho tác phẩm. Với các tác phẩm làm thủ công, khi hoàn tất sẽ không có tác phẩm nào giống nhau, mặc dù cùng làm trên một mẫu vẽ. Ai cũng yêu kính Phật, nhưng trong lòng mỗi người Phật tử đều có hình ảnh một vị Phật thiêng liêng của riêng mình. Tùy theo tâm cảm ứng qua từng thời điểm mà hình tượng Phật sẽ khác nhau rất nhiều. Tuy nhiên, mái tóc, trái tay thon, dài vẫn là điều bắt buộc. Ở mỗi công đoạn, người thợ đều phải xử lý bằng cách chà giấy nhám để có được mẫu ổn định, nhằm xác định đối tượng được miêu tả trong tác phẩm đã hoàn tất được bao nhiêu phần trăm, ví dụ như sống mũi, miệng, mắt. Khi
khi đã đạt đến độ sâu cần thiết mà do vô tình thao tác sai phạm làm cho sóng mũi thấp xuống một chút, thì các đặc điểm khác như mắt, miệng cũng phải hạ xuống theo. Tranh chân dung nghệ thuật, như chia sẻ ban đầu, là không chỉ mô tả được gương mặt nhân vật mà còn phải đưa người xem đến được với những đặc điểm nổi bật khác của nhân vật như tính cách, địa vị, công việc hay chơn ngôn của nhân vật đó. Việc thể hiện các đặc tính này phải thật khéo léo để sao cho các chi tiết phụ không lấn át các điểm chính. Trong tác phẩm này, chân dung Phật là chính, nhưng chữ tâm lại được mô tả ở vị trí hàng đầu, cho nên cần thiết phải trang trí thêm một cái gì đó thật nhẹ nhàng để không lấn át chân dung Phật. Và cách trang trí thuận mắt nhất vẫn là phương pháp ám cát. Ám cát là danh từ chỉ động tác dùng dụng cụ cầm tay để đánh tơi mặt gỗ ra thật sần sùi nhưng không thô kệch. Ám cát đòi hỏi thời gian rất nhiều và phải thật kiên nhẫn. Tác phẩm gần như đã hoàn thiện được 80%, nhưng do gỗ là chất liệu dễ co giãn theo thời tiết nên người thợ phải dùng một loại keo đặc biệt để ghép thêm hai thanh nẹp vào hai bên, giữ cho mặt phẳng không bị cong vên. Sau khi ghép nẹp, mặt phẳng đã trở nên ổn định và công việc lại được tiếp tục theo trình tự. Như đã thưa chuyện cùng khán giả ở phần đầu, mái tóc là điều căn bản nhất để nhận biết chân dung Phật, nên thao tác dùng mũi khắc nhỏ để khắc từng vòng xoắn ốc mái tóc Phật phải thật tỉ mỉ. Chỉ cần một chút vô tâm thì mái tóc sẽ không đồng đều, rất khó sửa. Tác phẩm chân dung Phật gần như đã hoàn thành, công đoạn tiếp theo sẽ là ghép thêm hai thanh nẹp nữa để làm điểm tựa khi gắn khung tranh vào. Cuối cùng, hoàn thiện cho tác phẩm sẽ là quét thêm một lớp dầu bóng để tạo sự mượt mà. Đồng thời, lớp dầu bóng này cũng bảo vệ tranh chống được sự phá hoại của mối mọt. Có một câu hỏi luôn được các bạn trẻ quan tâm là các tác phẩm khắc gỗ không sử dụng màu sắc gì để sơn vào, nhưng tại sao trong tác phẩm lại có những chỗ đậm, nhạt khác nhau? Câu trả lời thật đơn giản là như các hình ảnh quý vị đang xem. Với những chỗ được điêu khắc thật sát sao, tỉ mỉ như mái tóc, ám khắc ở các phần nền, thì khi quét dầu bóng vào sẽ tự động sậm màu lại theo những vết khắc. Còn những chỗ phẳng như gò má hay chữ tâm sẽ vẫn hiện lên màu sắc thật của gỗ. Tuy hạn chế về thời gian, nhưng với sự cố gắng trình bày nội dung, tìm hiểu về tranh khắc gỗ, chân dung nghệ thuật, chúng tôi hy vọng rằng đã tạo nên được một sự đồng cảm, cũng như làm một việc gì đó để lưu lại hình ảnh Phật trong lòng quý khán giả. Nhìn vào tác phẩm, nếu đọc từ bên trái sang phải sẽ là tâm Phật. Nhưng do hình tượng Phật nằm thấp hơn chữ tâm, nên ta cũng có thể gọi tác phẩm này là Phật ở trong tâm. Xin cảm ơn quý vị. Vừa rồi quý vị thưởng thức một cái video trình bày về quy trình thực hiện tranh khắc gỗ. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta có hai phần. Chúng tôi không muốn các vị ngồi lâu mệt mỏi, có lẽ chúng ta phải có một chút xíu giải lao. Tuy nhiên có một cái duyên sự hết sức là đặc biệt mà chúng tôi rất là quý kính. Trước tiên đó là thị trưởng Tạ Đức Trí. Nhưng chúng tôi không có muốn là thị trưởng đi về trong lúc này. Chúng tôi rất là muốn thị trưởng ngồi lại với chúng ta tới cuối chương trình, được không ạ? Chúng ta cho một đàn hợp đây. Và có một vị chánh án mà chúng tôi rất là kính trọng. Lúc còn nhỏ tại Việt Nam, chúng tôi nghe có cái ông gì, ông nho nho gì đấy. Tôi nói cái ông Việt Nam mà sao qua Mỹ làm chánh án ngon à? Thì lúc đó là rất là kính trọng cái tài năng trí tuệ của người Việt ở trên đất nước Hoa Kỳ này. Và chúng tôi cũng rất hãnh diện khi người Việt Nam chúng ta có những con người như vậy. Và chánh án Nguyễn Trọng Nho hôm nay có mặt ở trong chương trình này, nhưng không đủ thời gian ngồi lại với chúng ta. Cho nên chúng tôi rất là muốn được tận tay
nghe một vài lời của Chánh Án trước khi chia tay với chương trình. Không biết Chánh Án có thể lên sân khấu được không ạ? Dạ, xin mời Chánh Án Nguyễn Trọng Nho và phu nhân. Dạ. Mời quý vị cho một đàn pháo tay để chào đón Chánh Án. Xin nhanh Chánh Án có vài lời gửi với bà con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Thượng Tọa, kính thưa toàn thể quý vị đồng hương và Phật tử có mặt trong hội trường hôm nay. Thực ra thì cái người mà đã cho chúng tôi cái cơ may đến đây là bác sĩ Hoàng Lan. Bác sĩ Hoàng Lan đã gọi điện thoại rất nhiều lần và nói là bác sĩ Hoàng Lan muốn chúng tôi được đến đây để được có cái cơ duyên để được nghe những bài pháp qua âm nhạc. Và xin cảm ơn bác sĩ Hoàng Lan đã cho chúng tôi cơ duyên đó. Kính thưa Thầy và thưa quý vị, khi mà chúng tôi ra khỏi nước năm 1975, thì quý vị biết tôi mang theo cái gì không ạ? Dĩ nhiên tôi không có vàng, tôi không có tiền bạc để mang theo. Và tôi mang theo những quyển sách lược sử Việt Nam, lịch sử Việt Nam của Trần Trọng Kim. Và trong một cái túi của tôi đó, đầy trong cái túi đó là những cái băng nhạc Việt Nam. Vì tôi nghĩ nếu mà chúng ta ra khỏi đất nước mình, thì một tương lai nào đó tiếng Việt sẽ bị mai một. Trừ khi chúng ta giữ được âm nhạc để bảo vệ ngôn ngữ của chúng ta. Đạo Phật thật là tuyệt vời. Những lời dạy của Phật thật là vi diệu. Hết sức đơn giản nhưng là thật là thâm sâu. Những bài kinh của Phật mà chúng ta đọc tại các buổi lễ thì có những cái kinh mà chúng ta đọc mà nhiều khi chúng ta không hiểu là cái gì cả. Và nhiều chính bản thân tôi, nhiều khi tôi học hoài mà tôi không thuộc được những cái bài bản kinh, tại vì nó có những cái khúc mắc ở trong đó. Và tôi thường thường suy nghĩ và tôi thưa với quý vị lãnh đạo của đạo của Phật giáo là xin quý Thầy chuyển những lời kinh tới các Phật tử qua âm nhạc. Âm nhạc sẽ là cái phương tiện tốt đẹp nhất để truyền tải những lời dạy vi diệu của Đức Phật tới các người Phật tử hay là tới cả những người không phải Phật tử. Quý vị có đồng ý như vậy không ạ? Phật giáo của chúng ta đó thiếu vắng sự truyền tải ý nghĩa của đạo pháp qua âm nhạc đến các Phật tử. Cho nên hôm nay khi mà chúng con đến đây nhờ đạo hữu Hoàng Lan mà chúng con tới được đây, có cái duyên này được gặp Thầy và được nghe những bản những bài pháp của âm nhạc. Âm nhạc của Thầy hôm nay là đã diễn tả những bài pháp để cho người Phật tử có thể nghe được. Làm sao để chúng ta có thể cùng hát với nhau những lời kinh bằng âm nhạc, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy thanh thang trên con đường truyền bá chánh pháp. Và chúng ta sẽ làm cho những người trẻ thơ, những người em, những em nhỏ của chúng ta sẽ say mê chánh pháp, sẽ tìm thấy ý nghĩa vi diệu của đạo Phật qua âm nhạc, sẽ không phải ngồi để đọc kinh A-di-đà bà dạ vân vân, những cái đó. Cái đó nó có một những điều thật tuyệt vời. Thế nhưng mà âm nhạc sẽ truyền đạt cái ý nghĩa của những bài kinh đó tới các em, tới các thế hệ trẻ của chúng ta. Vì vậy cho nên chúng con, nhà con và con xin cảm ơn Thầy đã có công để làm những cái bài hát để mà diễn đạt ý nghĩa của các cái
lời dạy của Đức Phật. Xin cầu chúc Thượng Tọa luôn luôn tiếp tục cố gắng để sáng tác nhiều những tác phẩm nghệ thuật để diễn đạt những lời dạy của chư Phật qua âm nhạc. Đó sẽ là một đóng góp vô cùng lớn lao của Thượng Tọa đối với sự truyền bá chánh pháp ở khỏi mọi nơi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin tán thán công đức của Thầy. Xin cảm ơn Thầy rất nhiều. Và con nghĩ rằng là đây là lần đầu tiên con được nghe những bài hát của các ca sĩ thật là đấy, và lần đầu tiên được nghe những tác phẩm của Thầy. Xin cảm ơn Thầy. A Di Đà Phật. Thưa Chánh Án và thưa phu nhân của Chánh Án, thưa quý vị, Chánh Án vừa rồi có nói với chúng tôi rằng là hãy cố gắng sáng tác nhiều hơn nữa, nhưng thưa Chánh Án là hết hơi rồi. Thật ra quý vị biết việc của chúng tôi không phải là việc sáng tác, mà chúng tôi đi với con đường giáo dục. Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ chưa có một trường học Phật giáo. Cho nên chúng tôi đã cố gắng khai sáng Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc, hiện tại đang giảng dạy với một chương trình trung đẳng Phật học đã gần 2 năm. Với một cái đội ngũ giáo thọ, 10 vị giáo thọ, bản thân chúng tôi thì dốt nát mà cũng ráng gánh cái trách nhiệm điều hành. Cho nên giáo trình, rồi giáo án, thi cử và định hướng cho tương lai, nó lấy hết tất cả tâm tư. Tuy nhiên, nhìn thấy quả thật Phật giáo chúng ta thiếu vắng hẳn một cái nền nhạc kinh điển bị thiếu vắng hẳn. Do vậy, chúng tôi đã kêu gọi sự sáng tác này từ năm 2000, nhưng kêu hoài chẳng ai làm hết. Và có làm cũng không có thoát lên được. Do vậy, chúng tôi thôi, mình liều mạng làm đại cho rồi. Do vậy cho nên tôi nói rằng sáng tác thêm nữa thì không dám. Nhưng mà nếu cố gắng thì mùa Tết sang năm chúng ta có thể lại gặp nhau. Và xin cảm ơn Chánh Án rất là nhiều. Thưa Thầy, xin quý vị hỗ trợ cho quý Thầy để làm những công việc giáo dục. Nhân tiện năm mới, cho phép chúng con được xin kính chúc Thầy luôn luôn thân tâm an lạc và tiếp tục công việc hoằng dương chánh pháp. Kính chúc quý vị Phật tử, quý vị đồng hương, bất kể tôn giáo nào đã đến đây hôm nay hòa mình trong lời kinh qua tiếng nhạc, một năm mới đầy hạnh phúc, an lạc và mọi điều như ý. Xin cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn Chánh Án và xin mời. Kính thưa quý vị, vừa rồi Chánh Án Nguyễn Trọng Nho có nói một cái câu là Nam Mô A Di Đà Bà Dạ. Phải không? Bài đó hình như mình nhớ mang máng nó nằm ở đâu à? Có phải cái chú giảng sanh không à? Và thực ra chú vãng sanh không phải đơn giản như vậy. Chúng tôi có một nhạc phẩm được gọi là Thần Chú Vãng Sanh. Nhạc phẩm này trình bày như thế nào? Thưa quý vị, có một điều ở trong tự nhiên mà chúng ta biết. Ví dụ như có một người, họ đốt lên cái gỗ chiên đàn. Thì có một người đứng xa cái người đốt đó, hơn 40 dặm anh. Người ta có thể ngửi được cái mùi gỗ chiên đàn. Vậy thì gỗ chiên đàn do gió thổi mang lại lỗ mũi người này ngửi được, hoặc là do chẳng phải gió thổi mà người này tự ngửi? Nếu như gió thổi sao mà thổi nhanh vậy được, phải không? Mới vừa đốt người ta ngửi được mũi, chắc chắn không thể gió thổi đến được. Và nếu như tự ngửi được mùi thơm thì tại sao phải nhờ người ta đốt người này mới ngửi được, phải không? Cho nên cái gỗ chiên đàn khi đốt lên xông khắp pháp giới, biến khắp mười phương. Bồ Tát, một vị Bồ Tát ở trong Phật giáo, đó là Bồ Tát Văn Thù Phổ Hiền, Ngài hiện thân tuyên thuyết Thần Chú Đại Bi, xin lỗi, Thần Chú Giảng Sanh.
với ý nghĩa là gì? Nam mô A Di Đà Phật, đa tha già đa già đã được giải tha. Và cả cái bài chú đó có nghĩa gì? Cam lồ hiện lên, cam lồ phát sinh, cam lồ vượt thánh, cam lồ dũng mãnh, đạt đến cam lồ vượt thánh, rải đầy hư không, thành tựu các thường xa phả. Và đáng tiếc, rất là đáng tiếc, nhạc phẩm đó chúng tôi đã sáng tác và đã ghi âm, nhưng hôm nay người nghệ sĩ này, người ca sĩ này không có đến với chương trình của chúng ta được. Cho nên quý vị, nếu như muốn có được nhạc phẩm đó, có lẽ quý vị phải có trên tay một cái CD. Và bây giờ đây có các ca sĩ ở trước kia đang chờ ký tên tặng cho các vị. Xin quý vị chúng ta giải lao 15 phút rồi chúng ta trở lại chương trình. Mô Phật.